Chị Pháp ơi, chị cho em hỏi đây là mỹ phẩm thiên nhiên là mỹ phẩm hữu cơ đấy chị. Wow, khi khách hàng hỏi mà người bán không trả lời được thì xấu hổ lắm nhở. Đừng lo, xem hết video này bạn sẽ không còn bị lúng túng bởi những câu hỏi như vậy nữa. Dựa theo công nghệ chiết xuất, người ta chia mỹ phẩm thành 3 loại. Thứ nhất là mỹ phẩm thiên nhiên, thứ hai là mỹ phẩm hữu cơ và thứ ba là mỹ phẩm sinh học. Mỹ phẩm thiên nhiên ta có thể hiểu một cách đơn giản là hầu hết các thành phần của nó được chiết xuất từ thiên nhiên thay vì bào chế hóa học. Ta có thể nhìn thấy những sản phẩm chiết xuất từ cám gạo, đậu đỏ, trà xanh và ở mặt trước của bao bì sản phẩm thường có cụm từ khóa Natural Cosmetic. Tiếp theo là mỹ phẩm hữu cơ. Dòng mỹ phẩm này sử dụng nguyên liệu organic và chiết xuất hợp chất hữu cơ. Nếu không có chứng nhận organic thì nó được coi như là mỹ phẩm thiên nhiên bình thường. Một số chứng nhận hữu cơ mà bạn có thể nhìn ở đây của các quốc gia và nó hoàn toàn khác nhau như của Mỹ, của châu Âu, của Nhật Bản, của Việt Nam. Các bạn hãy lưu ý khi sử dụng mỹ phẩm hữu cơ nhé. Và cuối cùng là mỹ phẩm sinh học. Dòng mỹ phẩm này chứa các thành phần được bào chế từ công nghệ sinh học, ví dụ như công nghệ ion, công nghệ nano và chúng ta thường gặp chúng ở trong tế bào gốc, ampoule serum. Từ khóa được tìm thấy ở mặt trước của sản phẩm đó là stem cell. Mặt sau của sản phẩm thường có những chứng nhận như chứng nhận GMP, chứng nhận ISO, chứng nhận KFDA. Vâng, hết sức đơn giản phải không các bạn? Hẹn gặp lại các bạn ở video sau.